Đây. Thì hôm qua chúng ta dành một buổi ngày hôm qua để chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc về sức khỏe của chúng ta nó gồm những yếu tố nào. Vậy thì để cho chúng ta có thể phát triển được sức khỏe chúng ta một cách tương đối là nó hoàn thiện tốt nhất hay là tương đối toàn diện, thì lúc đó là chúng ta sẽ phối hợp cả ba yếu tố, vừa bồi dưỡng cho thể chất, vừa bồi dưỡng cho tinh thần, với lại vừa bồi dưỡng cho các mối quan hệ xã hội. Thì trong lộ trình thay gân đổi cốt của chúng ta thì hỗ trợ cho cả nhà chúng ta tốt nhất có thể về khía cạnh của thể chất, rồi đồng thời sẽ hỗ trợ cho cả nhà chúng ta về khía cạnh của tinh thần cũng như là phát huy được các mối quan hệ xã hội của chúng ta được tốt hơn. Rồi vậy thì thôi, bây giờ xin mời cả nhà chúng ta tiếp tục đi tới cái chủ đề tiếp theo. Chủ đề này thì nó sẽ đi sâu hơn về yếu tố của sức khỏe, thấu hiểu hơn về cơ thể của chính mình, và nó cũng là một cái chủ đề trọng điểm để giúp cho chúng ta có thể phối hợp trong cái lộ trình mình tập luyện. Để rồi chủ đề tiếp theo chúng ta sẽ cùng thấu hiểu về cái cơ thể con người của chúng ta theo góc nhìn của dân gian. Cho nên xin được giao lưu cùng với cả nhà một chút. Theo như cả nhà, cơ thể con người của chúng ta bao gồm những thành phần nào? Cả nhà có thể giúp nhân mình liệt kê ra. Theo như cả nhà thì cơ thể con người của chúng ta gồm những phần nào? Các góc nhìn khác nhau người ta sẽ đem đến những cái kết quả khác nhau cho cái câu trả lời đó. Có một số người nhìn cơ thể theo góc nhìn của Tây y, có một số người thì nhìn cơ thể con người theo góc nhìn của Đông y, rồi có một số người khác thì nhìn cơ thể theo góc nhìn của dân gian truyền lại. Thì mỗi góc nhìn khác nhau chúng ta sẽ có một cái kết quả khác nhau cho câu hỏi vừa rồi. Đó là chúng ta kết lại coi là hiện tại coi góc nhìn của mình á, theo như chúng ta có thể hình dung thì cơ thể con người của chúng ta hiện tại nó có những phần nào? Đất, nước, lửa và khí à. Dạ hay quá ta. Cái đó là trong cho nhân xin phép nhân điều chỉnh cái này chút xíu. Dạ, đất, nước, khí, lửa, có ai đã từng nghe tới bốn cái yếu tố này chưa ta? Ở trong Phật giáo thì người ta có một cái khái niệm gọi là thân tứ đại, là gồm có bốn yếu tố đất, nước, khí, lửa. Thì cái đó chúng ta có thể hình dung đó là góc nhìn của dân gian, tại vì tôn giáo thì được truyền trong dân gian. Thì đôi khi là các nhà khoa học họ những cái gì mà nó liên quan tới dân gian á thì là nó do nó được ứng dụng và nó có hiệu quả, rồi nó được truyền từ đời này qua đời khác, được truyền từ người này qua người kia, rồi nó còn hiệu quả hoài á, thì người ta còn truyền nó đi hoài. Nhưng mà đôi khi các nhà khoa học họ cũng chưa có chứng minh được một số cái. Còn bây giờ hiện tại đa số thì những cái mà thuộc dân gian thì các nhà khoa học họ cũng chứng minh được góc nhìn khoa học hết trơn à. Rồi còn góc nhìn của Tây y thì là nhìn vô cơ thể con người của chúng ta sẽ có những gì mà chúng ta thấy hiện tại trên trên cái thông tin mà của đại chúng, là thường là thông tin của Tây y là nhiều. Đó là cơ thể con người của chúng ta có phổi nè, có dạ dày, có ruột, có nội tạng, có tế bào, có máu, có mạch máu, có hệ thống thần kinh, có xương, có khớp, có da, có gân cơ. Thì tất cả những cái đó nó là cái lý luận của Tây đối với cấu tạo của cơ thể con người của chúng ta. Còn trong Đông y thì họ họ lý luận cơ thể con người nó hơi khác một chút. Khi mà những người mà người ta thấu hiểu về Đông y thì người ta sẽ lý luận cơ thể con người của chúng ta là dựa trên âm dương ngũ hành, hay là cái quá trình phối hợp vận hành của lục phủ ngũ tạng, hay là của cái hệ thống kinh lạc. Thì tất cả những cái đó là nó thuộc về góc nhìn của Đông y. Thì Tây y hay Đông y, mỗi cái nó đều có một cái nhìn nhận riêng và mỗi cái nó đều có một cái ý nghĩa, một cái giá trị riêng của nó. Nhưng mà để cho chúng ta có thể thấu hiểu được Tây y hay là thấu hiểu được Đông y để giúp cho chúng ta thấu hiểu về cơ thể của mình thì đôi khi nó cần có thời gian chút xíu. Tại vì cái đó, những cái hai cái khía cạnh đó là hai khía cạnh mà người ta nghiên cứu để cho người ta có thể giúp đỡ sức khỏe cho người khác, hay là để cho người ta điều trị những cái bất ổn sức khỏe, điều trị bệnh. Thì đã gọi là điều trị bệnh thì nó cần phải rất chi tiết và nó rất là kỹ càng và rất là khoa học. Và rất là nó có một cái hệ thống đầy đủ. Cho nên để cho chúng ta có thể thấu hiểu về cơ thể của mình á, thì đôi khi thấu hiểu theo Đông y hay là thấu hiểu theo Tây y thì nhiều khi nó lại hơi hơi cần thời gian chút xíu. Nhưng mà có một cái góc nhìn khác, đó là góc nhìn của dân gian. Tại vì góc nhìn của dân gian thì đa phần là những cái gì mà nó đơn giản, nó thực tế và nó dễ ứng dụng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thấu hiểu về cơ thể của mình theo cái lý luận của dân gian trước. Xong rồi sau đó khi mà chúng ta thấu hiểu về cơ thể của mình trong dân gian người ta lý luận như thế nào rồi, bắt đầu chúng ta mở rộng ra hơn.
chúng ta mở rộng theo đông y, chúng ta mở rộng theo tây y. Khi mà chúng ta mở rộng cái góc nhìn của mình nhiều hơn thì dần dần chúng ta thấu hiểu cơ thể của mình tốt hơn, rồi từ đó chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta có thể khỏe mạnh hơn. Dạ vậy rồi, vậy thì hôm nay xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng thấu hiểu về cơ thể con người của chúng ta theo góc nhìn của dân gian. Thì lúc nãy có ai đó nói là thân tứ đại á, thân tứ đại thì theo dân gian đó là chuyện từ trước từ xưa tới giờ là chuyện chuyện truyền lại. Nhưng mà bây giờ thời buổi khoa học công nghệ phát triển thì bây giờ cơ thể con người nó không phải là chỉ có tứ đại không thôi, mà nó có thêm một cái yếu tố nữa, nó gọi là ngũ đại di sản, là cơ thể con người của chúng ta tổng cộng có tới 5 yếu tố lớn được gọi là ngũ đại. Thì 5 yếu tố này phối hợp với nhau để tạo thành cơ thể con người của chúng ta, nên là chúng ta gọi là ngũ đại duyên hợp. Thì ngũ đại duyên hợp này bao gồm có 5 thành phần. Thứ nhất nó là đất, thứ hai là nước, thứ ba là khí, tư là lửa, và thứ năm là điện từ. Đây. Điện từ là một cái vừa mới được cập nhật và bổ sung. Hồi xưa thực chất hồi xưa Đức Phật cũng có nói về cái cạnh điện từ này, nhưng mà cái cạnh Đức Phật không nói nhiều và hầu như là không nói ra, tại vì con người giai đoạn thời Đức Phật sinh sống ấy là chưa có hình dung được là cơ thể con người mình có điện. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu mình làm quen với lại thiết bị điện này, chúng ta đã rất là quen với lại tất cả thiết bị điện, từ cái đèn cho tới hiện tại cả nhà đang xem cái màn hình của mình thông qua cái điện thoại hay là cái máy tính, nó cũng là thiết bị điện. Rồi chúng ta có thể cảm nhận được cái điện của mình rõ ràng hơn nữa, đó là thời gian gần đây là khu vực ở miền Bắc là chúng ta sẽ có thời tiết nó hơi lạnh chút xíu, nên là khi mà mặc cái áo len chỉ cần ma sát một chút, mình chạm vô cái áo len là chúng ta sẽ bị có một cái cảm nhận mình bị giật, hay là chạm vô đồ kim loại mình bị giật, hay là có hai người, có ai đã từng bao giờ gặp một cái người nào đó mà mình chạm vô người đó mà hai người cùng bị giật chưa? Là cơ thể con người của chúng ta nó cũng có điện. Thì dần dần khi mà thời buổi khoa học phát triển thì con người của chúng ta có được khái niệm về điện, xong rồi sau đó chúng ta hình dung được là cơ thể con người mình có điện. Rồi cho nên xin được giao lưu cùng với cả nhà một câu hỏi: theo như cả nhà, cái vị trí nào trong cơ thể con người của chúng ta nó phát ra điện? Biết là cơ thể con người của mình nó có trạng thái điện từ xuyên suốt trong cơ thể rồi đó, nhưng mà ở vị trí nào bên trong cơ thể của mình phát ra điện? Cả nhà có thể nghi vấn cùng với nhân chỗ này vậy. Cơ thể con người của chúng ta có hai chỗ phát ra điện, là phát ra điện nha, có nghĩa là nó sinh ra dòng điện. Có ai có biết chỗ này không ta? Não não bộ và não bộ và trái tim của chúng ta, điện điện não với lại điện tim. Bình thường mình đi khám sức khỏe mình sẽ thấy là người ta, các bác sĩ hay các y bác sĩ khi mà họ đo đạt cái chỉ số sức khỏe của mình thì họ sẽ đo đạt cái số đó là số điện điện não đồ với lại điện tâm đồ. Thì điện não với điện tim là não não bộ và trái tim của chúng ta là hai nơi mà nó phát ra dòng điện. Rồi vậy thì cơ thể con người của chúng ta nó bao gồm có 5 thành phần: đất, nước, khí, lửa với điện từ. Nãy giờ chúng ta nói sơ sơ điện từ, cả nhà hình dung được tương đối rồi ha. Rồi bây giờ xin mời cả nhà chúng ta bắt đầu mình thấu suốt hơn cái này chút xíu nữa, để cho chúng ta nhận diện lại cơ thể con người của mình một lần nữa. Đối với đất này á, thì chúng ta có thể hình dung đó là dinh dưỡng hay là những cái dưỡng chất mà nó cấu tạo thành cơ thể con người của mình. Đất này là dinh dưỡng, tại vì thực vật là nó mọc lên từ đất, rồi sau đó động vật nó sử dụng ăn thực vật, rồi còn con người của chúng ta thì sử dụng cả động vật với cả thực vật làm thức ăn, nên là chúng ta có thể nói cơ thể con người của chúng ta được nuôi dưỡng từ đất, tại vì đất đem lại cho chúng ta cái nguồn thực phẩm, nguồn dinh dưỡng, nên là ai đó chúng ta ăn thực vật, ai đó chúng ta ăn động vật thì chúng ta cũng cùng lấy được cái nguồn dinh dưỡng từ các loại thực phẩm đó, thì các loại thực phẩm đó nó được tạo ra từ đất. Thầy cậu cả nhà Chỗ này chị nghe đây ơi, chút xíu. À. Buổi trưa nghe điện thoại nhưng mà vẫn vô lớp học, biết ơn đã tham gia. Để rồi tiếp tục đất, vậy thì cơ thể con người của chúng ta nó được nuôi dưỡng từ đất, chúng ta ăn vô thì những cái dưỡng chất từ thực phẩm mà chúng ta ăn vào nó sẽ đi, nó nuôi dưỡng cơ thể.
các cơ quan bộ phận ở trên cơ thể con người của chúng ta, chỗ nào mà chúng ta thấy nó có hình tướng, có nghĩa là chúng ta sờ thấy nó được, chúng ta chạm được vô nó, và nó có hình dạng, nó có hình tướng, nó có hình thù, thì nó đều thuộc thể đất của cơ thể. Ví dụ như hiện tại trái tim thì nó nằm trong lồng ngực, nhưng mà chúng ta biết hình dạng của trái tim không ạ? À? Trái tim nó có hình dạng của trái tim, rồi cái phổi nó có hình dạng của trái phổi, rồi cái da da của chúng ta, da thì nó bao bọc cơ thể nhưng mà nó cũng có hình dạng của da, rồi từ móng tay cho tới tóc cho tới răng, rồi cho tới tất cả các bộ phận bên trong cơ thể của chúng ta, chỗ nào cái nào mà chúng ta có thể cầm được nó, chúng ta có thể chạm được nó, chúng ta có cảm nhận được nó, thì nó gọi là thể đất của cơ thể. Rồi vậy thì những cái theo như cả nhà, những cái chất gọi là chất những cái chất lỏng trong cơ thể đó thì nó có phải thuộc thể đất không? Tại nó lỏng mà, nó lỏng thì nó có phải thuộc thể nước không, hay là nó là như thế nào? Theo như cả nhà, trong cơ thể con người của chúng ta đó, nó có cái chất dịch đúng không ạ? Có máu, có một số cái chất dịch bên trong cơ thể, thì theo như cả nhà cái đó nó thuộc thể nào? Nó có phải thuộc thể thể nước không, tại nó lỏng mà? Nó là lỏng nhưng mà nó không phải là nước không, tại vì nước nó chỉ là nước thôi. Còn ở trong máu nó sẽ có những cái dưỡng chất nó khác, nó cấu tạo thành cái máu. Cả nhà hình dung được được chỗ này không ạ? À? Có nghĩa là máu cho hay là một số cái chất dịch trong cơ thể, thậm chí là mồ hôi, thì nó là sự phối hợp giữa nước với lại dưỡng chất. Tại vì trong mồ hôi nó có muối, thì muối chúng ta hình dung nó thuộc về dưỡng chất, thì nó thuộc thể đất. Rồi, còn nước là chỉ là nước thôi. Nên là cơ thể con người của chúng ta có 70% là nước, nhưng mà nước đó nó chỉ là nước thôi. Nhưng mà khi nước kết hợp với lại một số loại dưỡng chất nào đó, nó sẽ kết hợp ra ra một cái loại dịch thể trong cơ thể, ví dụ như là máu hay là một số chất dịch hay đôi khi là mồ hôi, thì là nó là một cái phối hợp giữa hai cái này. Cả nhà kịp chỗ này không ạ? À? Chứ không phải là lỏng là nước, lỏng thôi nó chỉ là chất lỏng, còn nước nó chỉ là nước, còn lỏng nó mới là chất lỏng thôi, nhưng mà chất lỏng đó là nó là sự phối hợp giữa nước với lại dinh dưỡng đó. Vậy thì chúng ta bắt đầu hình dung lại trong cơ thể của mình này ha. Cơ thể của mình nó có biết bao nhiêu là bộ phận, nhiều bộ phận khác nhau nó cùng phối hợp lại, nó tạo thành một cơ thể của chúng ta hoàn chỉnh từ trên xuống dưới. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu đơn giản hóa nó lại để chúng ta có thể gọi tên, chúng ta hình dung. Rồi, từ tại vì chúng ta chưa phải là người chuyên môn, còn ai đó mà là người chuyên môn mà tham gia vô trong phòng Zoom này á, thì cả nhà có thể lấy cái này làm một cái khái niệm để giúp đỡ cho những người mà không có chuyên môn á, người ta bắt đầu hình dung lại cơ thể của mình hơn. Tại vì những người chuyên môn là những người mà đã được qua đào tạo trường lớp nhiều năm nhiều tháng, nên là ngôn ngữ của họ sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành, nên là nhiều khi giao lưu trao đổi với lại những người mà cần hỗ trợ sức khỏe đó, thì người ta đâu có chuyên môn, nên là khi mà mình nói hai ngôn ngữ nó không có phối hợp được với nhau, nên là có thể nhiều khi chưa hiểu với nhau toàn diện. Nhưng mà bây giờ chúng ta sử dụng ngôn ngữ của dân gian, đó là ngôn ngữ mà tất cả mọi người hầu như là đều có thể hiểu một cách đơn giản được, nên là mấy cái này chúng ta bắt đầu hiểu về cơ thể của mình một cách đơn giản hơn. Rồi xong rồi, sau khi mà chúng ta hiểu về cơ thể của mình tương đối rồi đó, mà nó đơn giản thôi, không có gì phức tạp hết, thì bắt đầu chúng ta mở rộng ra hơn. Khi mà đã cái gốc đã vững rồi thì chúng ta mở rộng ra hơn, mở rộng theo Tây y, mở rộng theo Đông y, tự nhiên đọc qua tới những cái tài liệu, những cái sách báo đó, mình sẽ dần dần mình hiểu hơn. Nên là cái đó là một trong những con đường để chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe của mình, cải thiện những cái cải biên hay là phát triển những hiểu biết của mình liên quan tới sức khỏe của chính mình. Tại vì ví dụ như giờ bản thân của Nhân, thì cá nhân cũng là cũng có chuyên ngành, Nhân có học liên quan tới y học, nên là Nhân không nói. Nhưng mà ví dụ như một người nào đó từ trước tới giờ chưa bao giờ tiếp cận với y học hết, mà cầm một cuốn sách giáo khoa về y học đọc lên, nhiều khi nó hơi bị ngợp. Nên là bây giờ chúng ta làm đơn giản thôi, mình hiểu về cấu tạo cơ thể con người theo dân gian trước, xong rồi sau đó hiểu về cơ thể con người theo Đông y cũng rất là quan trọng, hiểu về cơ thể con người theo Tây y cũng rất là quan trọng. Tại vì mỗi cái góc nhìn như vậy, nó có những giải pháp mà nó hỗ trợ rất tốt cho một số bất ổn của cơ thể. Nên là khi mà chúng ta có bất ổn trong cơ thể, hay là chúng ta có một cái mong muốn mình phát triển thể chất mình theo cái hướng nào đó, nếu mà mình hiểu theo gọi là góc nhìn đa chiều, đa góc nhìn, thì lúc đó bắt đầu chúng ta sẽ có những cái phương án nó hỗ trợ hiệu quả hơn. Nên là thầy có nói á, khi mà chúng ta hiểu về cơ thể của mình theo nhiều góc nhìn hơn, thì nó là cái cơ hội để giúp cho chúng ta có thể khỏe hơn. Nên là hiểu về cái đó nó rất quan trọng. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu từ đây trước. Rồi, được ha. Nước trong cơ thể con người của mình nó chỉ là nước thôi. Rồi, khí. Khí thì từ trước tới giờ khí mình không nhìn thấy được, nên là mình nghĩ khí nó là một cái gì đó nó cao siêu lắm. Nhưng mà thực chất á, khí nó chỉ là hơi thở thôi.
việc mình hít vào với lại việc mình thở ra thì nó là thuộc về thể khí của cơ thể. Rồi trong cơ thể của chúng ta, từng tế bào, có ai biết được là trong từng tế bào của chúng ta đều có phần tử của oxy trong đó không ạ? À? Thì có thể nói trong cơ thể của chúng ta, toàn diện cơ thể của chúng ta chứa khí hết. Rồi vai trò của mạch máu nó đó là nó đưa dưỡng chất và nó lưu thông, đưa dưỡng chất và nó đưa khí khí oxy đi lưu thông khắp cơ thể để hỗ trợ nuôi dưỡng cho các tế bào. Nên là khí trong cơ thể chúng ta nó đầy đủ khí trong cơ thể của chúng ta hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu nhận dạng lại. Và trong lộ trình này chúng ta sẽ cùng với nhau mình tập luyện được cái phần này tốt nhất có thể. Khí khí ở đây chúng ta có thể hình dung nó là hơi thở. Khí là hơi thở. Rồi, lửa. Lửa là hơi ấm. Lửa là hơi ấm. Thân nhiệt của con người chúng ta đó là hằng nhiệt 36 độ rưỡi cho tới 37 độ là nó duy trì xuyên suốt, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà chỉ cần nhiệt độ con người của chúng ta nó tăng lên hoặc là giảm đi chừng 1 độ thôi là nó là chuyển đổi rất lớn, nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với sức khỏe của mình. Nên là ví dụ như là một người mà tăng lên 37 rưỡi cái là bị sốt, nhưng mà giảm xuống còn 36 độ, 35 độ là sẽ nó gọi là rối loạn chức năng chuyển hóa. Nên là nó làm cho ảnh hưởng tới cái sự chuyển hóa, sự vận hóa của các cái phần bên trong cơ thể cũng như là ăn uống mọi cái. Khi mà chúng ta đưa thực phẩm, đưa chất dinh dưỡng vào trong cơ thể, cái quá trình hấp thu của chất dinh dưỡng đó nó sẽ không có được tối ưu. Dạ. Dạ rồi, lửa là hơi ấm. Bắt đầu chúng ta nhận dạng lại cơ thể của chính mình nha cả nhà. Rồi điện từ lúc nãy chúng ta giao lưu đó là điện điện từ thôi, thì trong cơ thể mình có điện, thì trạng thái điện từ của cơ thể chúng ta mình có thể hình dung nó cũng là một phần của trạng thái cảm xúc nữa. Tại vì trạng thái cảm xúc của chúng ta khi mà mình vui vẻ thì mình cảm thấy cái nó gọi là điện từ nó được tăng lên. Ai đó mà chúng ta tham gia lớp thấu hiểu nội tâm rồi đó thì điện từ nó là điện từ dương. Còn 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 khi mà chúng ta buồn phiền hay là chúng ta lo lắng hay là những cảm xúc mà mình hay gọi là cảm xúc tiêu cực thì lúc đó cái điện từ của mình nó hạ xuống, thì điện từ trong cơ thể nó có âm nó có dương, nó là sự dao động của điện từ trong cơ thể. Dạ. Được rồi, vậy thì cơ thể của mình theo dân gian gọi là ngũ đại dương hợp, nó chỉ đơn giản nó chỉ có 5 phần thôi. Đất là tất cả những gì mà chúng ta có thể sờ nắng cầm nắm được. Rồi nước, rồi khí, rồi lửa, rồi điện từ là 5 thành phần cấu tạo nên cơ thể của chúng ta. Vậy thì nếu như một người hàng ngày chỉ quan tâm tới việc ăn uống như thế nào cho tốt, tập luyện như thế nào cho tốt, thì người đó chỉ đang mới tập trung vô phần đất thôi. Bởi vì ăn uống vô thì nó sẽ nuôi dưỡng những thực phẩm mà chúng ta đưa vào trong cơ thể, những dưỡng chất ăn uống, những cái thực phẩm cao cấp thì nó sẽ có cái dưỡng lượng dinh dưỡng tốt, nhưng mà nó chỉ mới là phần đất thôi. Nên là ăn thiệt là tốt vô, rồi tập luyện thì tập luyện cho gân cơ. Thực ra tập luyện nếu mà ai khéo thì tập luôn được hơi thở, rồi từ hơi thở cái nó làm hơi ấm. Nhưng mà bây giờ chúng ta hình dung được tương đối cái này một cái, xong rồi sau đó tất cả những cái việc mà chúng ta làm nó đều hỗ trợ được cho hết tất cả những cái này. Nhưng mà nếu như một người chúng ta chưa hình dung được thì từ đó cái quá trình phối hợp của nó chưa được thuận lợi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cái hình dung này, bắt đầu chúng ta sẽ phối hợp tốt hơn. Rồi quay trở lại đất, đó là một người chỉ ăn uống thôi á, là người ta chỉ bồi dưỡng đang bồi dưỡng cho phần đất thôi, nên là nó mới có 1/5 thể chất của mình này, 1/5 cơ thể của mình thôi. Người đó phải phối hợp được uống nước. Thì trong nhóm hành trình thay gân đổi cốt ở trên Telegram, chúng ta sẽ có một cái video hướng dẫn uống nước đúng cách. Cả nhà có thể tham khảo cái video đó, thầy có hướng dẫn chúng ta uống nước đúng cách. Một ngày chúng ta có khoảng 6 ly nước. 6 ly nước quan trọng chúng ta cần phải uống. Thứ nhất đó là sau khi ngủ dậy là chúng ta uống 1 ly. Rồi trước các buổi ăn khoảng chừng 30 phút chúng ta uống thêm 1 ly nhỏ nữa. Là mục tiêu của cái ly nước đó, đó là để cho nó hỗ trợ, nó làm cho trung hòa được cái dịch của dạ dày, đồng thời nó hỗ trợ cho dạ dày chúng ta nó kích hoạt để lát nữa khi mà chúng ta ăn thì cái quá trình tiêu hóa của cơ thể nó sẽ tốt hơn. Còn cái ly nước đầu tiên vào buổi sáng khi mà chúng ta vừa mới thức dậy là uống vô là để cho máu huyết nó lưu thông được tốt. Rồi tiếp theo là 1 ly nước trước khi đi tắm. Trước khi mà đi tắm chúng ta cần phải uống 1 ly nước, là ly nước đó mục tiêu là dùng để cho hỗ trợ được thân nhiệt cho cơ thể. Tại vì khi mà chúng ta đưa nước trong cơ thể nó hỗ trợ cân bằng thân nhiệt, thì khi mà chúng ta
tắm thì nó sẽ hỗ trợ làm cho thân người của chúng ta nó làm quen với lại nhiệt độ của nước tốt hơn, nó không làm cho mình bị nhiễm lạnh khi mà mình đi tắm. Rồi ly nước cuối cùng là uống nước một ly khoảng chừng nửa tiếng 45 phút trước khi đi ngủ. Tại vì lượng nước cần cho cơ thể để hỗ trợ cơ thể nó máu huyết nó vận hành trong lúc chúng ta đi ngủ nó cũng rất cần cần thiết. Nên là một ly trước khi đi ngủ thì trong ngày chúng ta có khoảng 6 ly đó. Rồi cái lượng nước mà chúng ta có thể uống mỗi ngày thì nó có thể tham khảo dựa trên cái số số cân nặng của mình, rồi mình lấy mình nhân cho 0,04 thì là cả nhà sẽ biết được là cái lượng nước cơ thể của mình cần là bao nhiêu. Rồi ai đó mà chúng ta vận động thể chất nhiều hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn thì chúng ta tùy tùy chỉnh cái lượng nước phù hợp với vận động của mình. Nhưng mà cái ngưỡng mà tham khảo tương đối là cái số cân nặng của mình, xong cả nhà lấy nhân cho 0,04 là cả nhà sẽ biết được cái số lượng nước mà chúng ta tương đối phù hợp với thể trạng của mình. À, tốc độ uống hả? Tốc độ uống thì chậm thôi. Có ai đó mà đã từng bao giờ uống nước mà nhanh quá mà bị nghẹn chưa? Hay là có ai đó mà chơi thể thao mà khi mà vừa mới ngừng hoạt động thể thao lại uống một ngụm nước vô mà uống hơi bội chút xíu là nó bị nghẹn lại, nên là uống chậm thôi. Khi mà quá trình chúng ta ăn chậm rồi ăn chậm nhai kỹ với lại uống nước chúng ta uống từ từ đó, nó cũng hỗ trợ mình làm chủ lại được nội tâm của chính mình. Mình nhận được chính mình trong cái quá trình mà mình uống nước như vậy, nên là uống chậm thôi, không cần uống nhanh. Có phải ý câu hỏi là như vậy không ạ? À? À, uống nước đầu ngày nên uống nước nhanh hả? Nhưng chưa biết thông tin đó, nhưng mà theo những gì mà Nhân được biết thì chậm rãi thôi. Quá trình mà nước đi vào trong cơ thể là mình uống vô là nó không có giữ ở đâu trong dạ dày hết trơn, nó đi một đường thẳng xuống ngay ruột và nó hấp thụ luôn vô trong cơ thể. Nên là cái việc mà chúng ta uống từ từ đó, thì nó làm sẽ làm cho hỗ trợ cho hệ thống các cơ từ chỗ vòm họng đi xuống tới ngay chỗ dạ dày, rồi xong rồi cái sự co bóp của các cơ trơn á, rồi đi xuống tới tới hệ thống ruột ruột non của chúng ta để nó hấp thu thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu mà chúng ta đưa một lượng nước vào quá nhanh và quá quá nhiều thì đôi khi là cái cơ đó nó chưa làm việc phù hợp á, nó chưa có mở ra đóng lại phù hợp kịp với cái lượng nước mà chúng ta đưa vào trong cơ thể, nên nhiều khi mình bị nghẹn. Còn Nhân xin phép Nhân sẽ hỏi thầy thêm để coi cái tốc độ uống nước buổi sáng uống nước có nhanh hơn thì nó có tốt hơn ở khía cạnh nào không, thì Nhân sẽ bổ sung thêm. Nhưng mà theo những gì Nhân biết hiện tại là thì uống nước chậm thì nó sẽ thông thả để cho cơ thể mình hấp thu hơn. Dạ, rồi uống nước thì trong nhóm mà thay gân đổi cốt á, cả nhà có thể lên trên đó để chúng ta mà tham khảo cái video thầy có hướng dẫn mình kỹ lắm. Một ly một uống lượng nước bao nhiêu hả? Lượng nước mà chúng ta uống 6 ly nước á, thì khoảng chừng 200 ml, 200 cho tới 250 tùy vô cái độ mà cả nhà uống nước. Nhưng mà cái lượng nước mà tổng một ngày mà chúng ta uống á, là lấy cân nặng của mình nhân cho 0,04 là cái lượng nước tổng trong một ngày mà chúng ta cần uống. À, cả nhà ơi, có ai có thuận lợi giúp đỡ Nhân với, đó là có ai có thuận lợi có thể chia sẻ được cái đường link của nhóm Telegram mà nhóm thay gân đổi cốt của Quýt đó nha, chứ không phải là nhóm thay gân đổi cốt của ai khác. Nó phải nhóm đó hiện tại khoảng đang có 9.000 thành viên á, thì cả nhà có thể giúp đỡ Nhân lấy cái link của nhóm thay gân đổi cốt có cái logo màu đỏ với màu trắng, có thể gửi lên trên khung chat chứ. Rồi ai đó mà chúng ta có cần đường link, cả nhà có thể bấm vô cái link đó. Cái nhóm đó là nhóm chính, còn hiện tại cũng có nhiều nhóm mở ra tên cũng tên là thay gân đổi cốt, nhưng mà có một nhưng mà ban tổ chức hay là tổ chức quyết chỉ có một nhóm duy nhất thôi, còn những nhóm khác là do học viên hay là những người cái họ 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 mở ra thì mục đích khác nhau thì Nhân cũng chưa biết. Nhưng mà cái nhóm mà mình sẽ tham gia chính vô cộng đồng đó, đó là nhóm Telegram. Để rồi uống nước quan trọng. Có một số người rất hay, cho Nhân xin hỏi có ai đã từng bao giờ biết một người nào mà trong ngày họ không uống một giọt nước nào hết, họ uống tất cả những loại chất lỏng khác, uống trà sữa, uống trà, uống nước ngọt, uống sữa, uống uống sinh tố lúa mạch, uống bia uống rượu, uống cái gì đó có nước là uống, nhưng mà không uống nước, uống nước lọc là không uống. Có ai biết những người đó không ta? Nên là nước là nước, chứ nước mà đi kèm với cái khác á, nó không phải là nước.
nên là một số cái mà nó tốt cho sức khỏe, ví dụ như là nước sinh tố hay là nước ép trái cây ấy, thì nó có vitamin từ trái cây, nhưng mà cả nhà cũng phải đảm bảo đủ lượng nước đưa vào trong cơ thể. Tại vì nước ép trái cây mình uống vô một ly nước ép trái cây, nhưng mà lượng nước nó không phải bằng là một ly nước, hai ly bằng với nhau, một ly nước với lại một ly nước ép trái cây thì lượng nước của ly nước ép trái cây ấy, nó ít hơn, tại vì trong đó nó còn có cái phần của trái cây khi mà xay ra đó, nó có cái độ đặc trong đó nữa, nên là cả nhà giúp đỡ nhau mình uống nước. Còn nước ép trái cây có nhiều người hỏi là uống có tốt không, thì đương nhiên là tốt, tại vì nó có vitamin. Nhưng mà nó như vậy đó, nên là cả nhà phối hợp uống nước, nhớ uống nước. Có nhiều người làm biếng uống nước, nhưng mà chúng ta nhớ là cơ thể của mình nó tới ngũ đại lần, ngũ đại duyên hợp, muốn khỏe được là phải bồi dưỡng được cho cả năm cái này, chứ không phải là tập trung vô một cái nào đó mà mình khỏe được, nên là nhớ uống nước, uống đủ nước. Có một nguyên tắc khi mà uống nước đó, đó là uống trước khi khát, trước khi khát nước là mình uống nước, đừng đợi cho cơ thể khát nước rồi mới uống, mà hãy uống trước khi khát nước, uống trước khi khát. Ăn cơm thì dừng trước khi no, thì phối hợp được hai cái đó là hệ thống tiêu hóa của chúng ta làm việc rất tốt. Uống trước khi khát thì lại dừng trước khi no, thì đối với nước đó, chúng ta uống trước khi mà mình khát nước. Vậy rồi bảo dưỡng sức khỏe nó đơn giản lắm, làm đúng năm cái này, nó gọi là quân bình ngũ đại, là chúng ta khỏe thôi. Nên là cả nhà có thể bắt đầu bước chân đầu tiên, đối với những ai mà bắt đầu bước vô lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hay là tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình, thì hồi trước giờ đó mình cứ nghĩ là chăm sóc sức khỏe là mình đi tập thể dục thôi là chăm sóc sức khỏe rồi, nhưng mà nó chưa hoàn thiện, nó chỉ mới có phần đất này thôi. Nếu ai mà phối hợp tập dưỡng sinh rồi đó, thì vận động kết hợp với hơi thở nữa thì nó tương đối, nhưng mà nhớ uống nước. Rồi uống nước đầy đủ xong sau đó chúng ta tới hơi thở. Đây là trời, cái này là một cái rất hay. Hơi thở của chúng ta là một cái mình không nhìn thấy được. Nên là một người từ khi sinh ra chúng ta có được hơi thở gốc nơi cơ thể của chính mình. Có ai đã từng bao giờ thấy một số em bé khi mà em bé mà được sinh ra đó, là mình nhìn thấy em bé nằm ngủ là mình sẽ thấy được là cái bụng của em bé là cái nơi phập phồng chứ không phải là cái ngực. Mà nếu ai quan sát kỹ hơn mình sẽ thấy được cái bụng phía dưới đó là cái nơi phập phồng chứ không phải là cái ngực. Rồi bây giờ cả nhà giúp đỡ Nhân quên hết những gì Nhân vừa mới nói đi. Nếu mà thuận lợi có thể giúp Nhân mình đứng thẳng người lên, cứ mình thử bài này cái là mình sẽ biết được là hơi thở của mình hiện tại nó đang ở đâu. Quên hết những gì Nhân vừa mới nói đi ha. Rồi bây giờ chúng ta thả lỏng nhất có thể. Rồi lúc mà Nhân nói bắt đầu là xin mời cả nhà chúng ta hít một hơi thiệt sâu vô, tốc độ tùy thuộc vô cả nhà, không sao hết, cứ làm tự nhiên. Rồi sau đó khi mà hít vô tới khi mà không còn hít được nữa đó, có nghĩa là hít một hơi vô thiệt là sâu nhất có thể. Xong rồi sau đó mình dừng lại, mình giữ lại, nín thở lại khoảng chừng 2 giây, đếm 1, 2. Rồi xong sau đó chúng ta thở ra. Được không ạ? Rồi xin mời cả nhà chúng ta thả lỏng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hít vô một hơi thiệt là sâu vô. Hít thiệt và sâu, sâu tới mức không còn hít được nữa luôn. Rồi bắt đầu giữ lại, nín thở lại 2 giây, đếm 1, 2. Rồi xong sau đó từ từ thở ra, thở bằng mũi hay là thở bằng miệng đều được. Rồi thả lỏng cơ thể trở lại. Xong. Thêm một lần nữa ha. Nãy giờ chúng ta coi như là mình khởi động, bây giờ xin mời cả nhà làm thêm một lần nữa. Chuẩn bị. Bắt đầu, hít vô. Hít một hơi thiệt sâu vô. Hít một hơi sâu nhất có thể vô. Rồi giữ lại 2 giây, đếm 1, 2. Rồi từ từ thở ra, chậm rãi thôi, không cần phải vội. Đối với hơi thở chúng ta cứ kiên nhẫn từ từ. Vậy rồi, xin mời cả nhà chúng ta thả lỏng. Mình có thể lắc người, lắc tay, lắc chân. Rồi, có ai có thuận lợi giúp đỡ Nhân á, gõ lên trên khung chat. Khi mà mình hít vô, mình thấy cái gì của mình nó căng lên. Có ai thấy ngực của mình căng lên thì gõ chữ ngực vô. Có ai thấy bụng của mình căng lên thì gõ chữ bụng vô. Có ai thấy cả thân người của mình phình lên thì nói là cả người căng lên, cả thân người hay cả người gì đó cũng được. Ha, mọi người thở tốt vậy đó hả? Bụng thì nó có nhiều phần bụng khác nhau nữa, nó có phần bụng trên với nó có phần bụng dưới. Nhưng mà tương đối bụng có người nào ngực không ta, nãy giờ thấy bụng tốt quá. Bụng trên ha. Dạ rồi, nhưng thấy có một số anh chị là học viên cũ nè, bụng trên có ai ngực không ta, nãy giờ thấy bụng không à. Tốt quá, rồi tốt. Dạ rồi được đó, thì ngày mai thì Nhân có xin phép với thầy Phương, nhờ thầy Phương hỗ trợ cho cả nhà chúng ta cái học phần về nhận khí. Ngày mai chúng ta sẽ nhận khí, hôm nay Nhân xin phép mình đi lý thuyết cho xong rồi.
chúng ta đi cho xong phần lý thuyết xong rồi sau đó mình sẽ tới phần nhận khí sau. Nhưng mà cái đó ai mà lúc nãy vừa mới hít vô, nhưng thấy có một số anh chị học viên mới đó là khi mà hít vô là căng cái ngực lên. Mà bình thường mình thấy nhiều khi trên phim ảnh nó cũng có mô tả một số cái hình tượng mà người ta khi mà người ta hít một hơi thiệt sâu vô á là người ta căng cái ngực lên, người ta hóp cái bụng lại, thì cái hơi thở đó nó không phải là hơi thở gốc của mình. Nhưng mà qua thời gian á, tại vì trong bối cảnh cuộc sống sinh hoạt với lại nhiều cái yếu tố nó từ khi mà nhỏ cho tới khi mà mình lớn nó tác động vô, nó làm cho cái này nó chuyển đổi, nó làm hơi thở mình chuyển đổi, làm cho thói quen hít thở mình chuyển đổi, nên là nó ảnh hưởng tới thể khí trong cơ thể của chúng ta. Nên là thể khí là một cái phần quan trọng của cơ thể, tại vì nó là một trong ngũ đại mà năm ông này ông nào cũng quan trọng như nhau hết. Nhưng mà thời buổi hiện đại, tính chất công việc, bối cảnh, môi trường xung quanh nó ảnh hưởng rất nhiều tới hơi thở của một người. Nên là khi mà một người thiếu khí là người đó tình trạng trạng thái cơ thể nó hơi ê ẩm, nó hơi mệt mỏi, nó hơi uể oải một chút, thiếu năng lượng. Hay là một người mà thiếu khí là nó nhiều cái nó bất ổn sức khỏe lắm. Nhưng mà bây giờ liệt kê ra không biết có liệt kê được hết nổi hay không, nhưng mà rất nhiều bất ổn sức khỏe nó liên quan tới phần hơi thở này. Nên là kỳ vọng trong lộ trình này chúng ta sẽ có thể phối hợp mình tập luyện được hơi thở tốt hơn để hỗ trợ cải biên cho cơ thể của mình, hơi thở của mình tốt hơn, hỗ trợ cho cả nhà chúng ta nắm bắt được một cái trạng thái nó gọi là thông suốt về hơi thở, rồi chúng ta bồi dưỡng được lại cho đầy đủ cái nền tảng khí trong cơ thể, rồi từ cái nền tảng khí đó bắt đầu chúng ta lấy đem nuôi dưỡng cho gân cơ, hệ thống gân cơ, thì từ đó chúng ta mới có được cái lộ trình gọi là thay gân đổi cốt. Thì những bài tập tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp cái này hơi thở khí, nhưng mà cái này hay lắm. Cái này rất nhiều người, ngay cả bản thân nhân cũng có được chuyển đổi sức khỏe từ khi mà nhân phối hợp tập cái này. Nên là khí khí là một phần quan trọng, hít vào thở ra. Rồi tiếp tục. Có một cái nó cũng rất là hay, nó cũng rất là hào hứng, đó là khi mà mình tập luyện hơi thở của mình tốt á, hít thở tốt á, tự nhiên giọng nói của mình nó chuyển đổi. Mà nhất âm nhị tướng tam thổ tứ đức, nhất âm là cái âm thanh, cái tiếng mà mình phát ra đầu tiên, nó là cái yếu tố mà nó quyết định coi là sự chuyển đổi cuộc sống của mình nó có thể tốt hay là như thế nào đó. Một người mà muốn đổi đời hay là muốn chuyển đổi cuộc sống thì cái đầu tiên mà họ cần phải đổi là cái âm âm thanh mà phát ra được tốt, là tự nhiên cho dù con người hình dáng con người của mình nó có đôi khi nó hơi nhỏ bé hay là nó như thế nào đó, nhưng mà chỉ cần âm thanh phát ra mà có nội lực bên trong thôi, nó cũng gây ra được niềm tin rất lớn đối với lại người nghe. Nên là đó là một cái mà chúng ta có thể mở rộng thêm. Dạ, nhưng mà khí khí được lắm. Nhưng mà một ngày nào đó đẹp trời, nhưng xin nhắc lại với lại các anh chị học viên cũ với lại các anh chị học viên mới mà chúng ta có tham gia học tập, đó là một ngày nào đó đẹp trời chúng ta cảm nhận được sự vi diệu của khí, tự nhiên một bữa đó chúng ta kiên trì tập luyện khí á, tự nhiên cả nhà sẽ thấy một ngày tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhận được là ồ khí nó vi diệu dữ vậy đó hả. Nên là liền ngay lập tức khi mà có cái trạng thái đó, nhớ lại cơ thể của mình nó là ngũ đại duyên hợp lận, nó chứ không phải chỉ có khí không. Nên là khi mà thấy được khí nó vi diệu rồi đó, bắt đầu quay trở lại mình bồi dưỡng đầy đầy đủ cả năm cái. Từ trước tới giờ mình vẫn bồi dưỡng cho cả năm, nhưng mà trong khi tập luyện về hơi thở đó, còn sẽ có một tích tắc chúng ta cảm nhận được là khí nó là một cái nó vi diệu không thể nào hình dung được. Nhưng mà cái người nào mà người ta thấy khí vi diệu thì người ta dính với khí luôn, suốt ngày tập khí không á là nó bị lệch. Nó không có cân bằng sức khỏe được. Tại vì hôm qua chúng ta đã cùng thống nhất với nhau đó là mục tiêu của chúng ta hướng tới, đó là sức khỏe của mình nó tốt hơn, nó hoàn thiện, nó toàn diện hơn. Tập làm sao cho mỗi ngày đều vui vẻ, tập làm sao cho mỗi ngày sức khỏe đều dồi dào, tập làm sao để cho gia đình hòa hợp hạnh phúc, thì cái đó là mục tiêu chúng ta hướng hướng tới. Nên là ngũ đại duyên hợp, nhớ bồi dưỡng cho cả năm cái này là sức khỏe chúng ta nó sẽ rất tốt. Để rồi khí. Rồi tiếp tục tới lửa là tới hơi ấm. Thì đối với khía cạnh của hơi ấm này thì nó cũng là một cái, nó cũng là một trong những cái vấn đề của xã hội hiện đại. Tại vì cả nhà đi, đối với những ai đặc biệt là ở thành phố lớn thì chúng ta sẽ thấy là chỗ nào mà không có máy lạnh chỗ đó hình như có vấn đề. Có ai có cảm giác đó không ta? Chỗ này mà cũng không có máy lạnh nữa hả? Ở đây cũng không có máy lạnh nữa hả? Thì có một số người ta sẽ nghĩ như vậy. Và nhiều người hiện đại và những người ở thành phố đó, thành phố mà hay ngồi trong máy lạnh á, người ta sẽ có một cái trạng thái đó là không có ra ngoài trời lâu được mà phải chui vô máy lạnh thì mới thấy thoải mái. Còn bên ngoài nhiệt độ chỉ cần hơi tăng lên chút xíu thôi là cảm nhận bức bối, cảm nhận khó chịu, cảm nhận nóng nực, khó chịu trong người. Nhà mình có ai có cái đó không ta? Chỉ cần ra khỏi máy lạnh chút xíu thôi là cảm thấy bực bội trong người, hay là vô máy lạnh thì mới thấy thoải mái. Thì cái đó là vấn đề liên quan tới hơi hơi ấm.
chỉ cần chúng ta bồi dưỡng lại được hơi ấm cho cơ thể đó, tự cơ thể nó cân bằng được thân nhiệt, tự điều chỉnh lại thân nhiệt là cái đó chúng ta sẽ điều phối lại được rất tốt. Đó, lửa lửa là hơi ấm, lửa là cũng là một phần quan trọng. Thì có thêm một cái video thứ hai, nãy giờ ai đó đó mà chúng ta có tham gia vô trong nhóm hành trình thay gân đổi cốt đó, thì cả nhà sẽ thấy được là có một cái video thứ hai là hướng dẫn cho cách tắm đúng cách. Tại hiện tại mọi người tắm cái thời gian nó hơi trễ chút xíu, nên là thường nếu như ai tắm sớm thì cũng phối hợp cách tắm đúng cách này luôn đó, thì nó tốt hơn. Nhưng mà cách tắm đúng cách này là nó hỗ trợ chúng ta có thể cân bằng được cái thân nhiệt của mình khi mà chúng ta tiếp xúc với nước. Tại vì có một số người có thói quen là khi mà chúng ta tắm á, tắm từ trên đầu tắm xuống, tại mình có cái vòi sen mà. Với lại một số người, một số chị nữ thì là gội đầu nữa, gội đầu nên là tắm từ trên đầu tắm xuống, nên là từ từ qua thời gian cái thân nhiệt của mình nó bị kém đi. Còn những người ở miền biển á, người ta tiếp xúc với nước hoài mà người ta khỏe hoài, là tại vì miền biển hay là miền sông nước á, là người ta đi bộ từ trong ra, đi bộ từ trong ra và nước nó từ dưới chân nó đi lên, nên là dần dần cho dù có tiếp xúc với nước nhiều cỡ nào đi chăng nữa đó, nhưng mà thân nhiệt của người ta vẫn vẫn tốt và người ta vận động cường độ mạnh nữa, đánh bắt cá hay là thiền thiền tàu thiền rồi đó, là thân nhiệt của những người mà miền biển đó là đặc biệt tốt. Mà nói chung là những người miền biển thì sức khỏe của họ nó mạnh hơn người miền đồng bằng. Nó có nhiều yếu tố tác động lắm, nhưng mà người miền biển mạnh. Nhưng mà quay trở lại mình nói hơi ấm cũng quan trọng. Nên là ai đó mà chúng ta đang làm công việc văn phòng, hay là chúng ta có biết người mà làm công việc văn phòng, thì nhớ nhắc họ hay là tự nhắc chính mình, đó là giữ hơi ấm cho tốt, giữ ấm cho cơ thể cho tốt. Có thể là khi mà mình bước vào phòng máy lạnh mình cảm thấy nó mát mẻ, da thịt mình cảm thấy nó thoải mái, nhưng mà ở lâu trong đó đó mà chúng ta thiếu cái sự chăm sóc về hơi ấm, thiếu cái sự giữ ấm, thì dần dần qua thời gian sức khỏe nó cũng kém đi. Tập luyện hơi thở, tập luyện khí, thì theo như tính chất của âm dương đó, khí nó thuộc dương, nên là khi mà đưa được lượng dưỡng khí vô trong cơ thể được tốt, thì từ đó hơi ấm bên trong cơ thể của chúng ta nó sẽ được kích hoạt lên. Ở bên trong phần bụng dưới của chúng ta nó có một cái nó gọi là lò lửa tự nhiên của cơ thể, hay là nó nằm ngay chỗ này, ngay tại cái phần phía sau, ngay chỗ hai cái chỗ vùng thắt lưng đó, nó gọi là mệnh môn hỏa. Thì cái đó là lò lửa tự nhiên của cơ thể, chúng ta phối hợp đưa khí kích hoạt được cái khí, thì từ giờ cho tới những buổi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái đó, thì chúng ta kích hoạt được lò lửa tự nhiên trong cơ thể, nó gọi là phát huy được chân nguyên của cơ thể, là từ đó hơi ấm trong cơ thể nó từ từ nó sẽ cải biến lên. Cả nhà có theo kịp chỗ này không ạ? Nhân thấy hình như cả nhà đang chăm chú nghe quá, cho Nhân xin xác nhận là cái mọi người kịp tới đây không, có đi hơi bị nhanh không? Cả nhà có thể giúp Nhân xác nhận trên khung chat nếu mà cả nhà có kịp, còn nếu mà ai có nhanh mà cần nói lại đó, cả nhà cũng gửi tin nhắn lên trên khung chat cho Nhân xin nhìn thấy nha. Rồi, biết ơn cả nhà đã phối hợp. Rồi, lửa là hơi ấm. Rồi, điện từ, trạng thái điện từ của chúng ta cân bằng. Thì bây giờ mình không có tác động được vô điện não, mình cũng không có tác động được vô điện tim. Nhưng mà chúng ta có thể tác động được một cái, đó là mình tự chủ động trong nội tâm của chính mình. Thì chúng ta sẽ hỗ trợ mỗi ngày chúng ta cân bằng được cái trạng thái điện từ trong cơ thể của mình thông qua việc chúng ta tự làm chủ lại nội tâm của chính mình, rồi thấu hiểu những gì đang diễn ra bên trong nội tâm, chúng ta tự điều phối, tự làm chủ lại. Thì có một lớp học tên gọi là thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Ai đó mà chúng ta thuận duyên tham gia đó, chúng ta có thể phối hợp lớp học đó để hỗ trợ cho khía cạnh điện từ của cơ thể. Để rồi vậy đó, cơ thể của mình nó gồm có 5 phần: đất, nước, khí, lưỡi, điện từ. Hôm nay ai đó mà chúng ta nắm bắt sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, cơ thể của mình bắt đầu chăm sóc từ đây là một cái rất tốt, nó là một cái nhân rất lớn để giúp cho chúng ta càng khỏe mạnh về sau này. Tại vì chỉ cần chúng ta hình dung thôi, đất là bắt đầu chúng ta sẽ hình dung là chúng ta cần phải, đầu tiên là mình cần phải ăn uống đúng, ăn ăn đủ uống đủ cái đã. Thì bình thường chúng ta có thích ăn gì đó mình cứ ăn thích ăn đó, xong rồi sau đó chúng ta mở rộng học tập thêm. Thì trong lớp thấu hiểu sức khỏe thầy có nói cho chúng ta về cái bữa ăn, về cái bữa ăn cũng như là khía cạnh của dinh dưỡng học, thì chúng ta mở rộng thêm mỗi ngày, mở rộng hơn chút để cải thiện chất lượng đó, chất lượng dinh dưỡng chúng ta đưa vào trong cơ thể. Trong khía cạnh của dinh dưỡng học đó, người ta có một câu nói đó, là bạn là những gì bạn ăn, bạn ăn vô dưỡng chất như thế nào nó sẽ thể hiện ra cơ thể bên ngoài như thế đó. Nên là một người hình tướng đẹp đẽ, da săn bóng, da căng mịn, hay là thể chất cao lớn, hay là cái quá trình vận động tốt, thì đó là do quá trình đưa dưỡng chất vào trong cơ thể tốt. Nên là chăm sóc cho phần đất của mình được tốt, rồi phối hợp tập luyện.
phối hợp rèn luyện, chúng ta tập luyện về thể chất, chúng ta tập luyện về môn gì cũng được, miễn có vận động thể chất thì nó hỗ trợ cho phần đất này rất tốt. Rồi hàng ngày nhớ uống nước, rồi hàng ngày tập luyện hơi thở. Hơi thở là cần phải tập luyện, tại vì bình thường mình hít thở trong vô thức mà mình đâu biết hơi thở của mình như thế nào, nhưng mà sau đó chúng ta có thêm phối hợp thêm cái phần tập luyện nữa, thì đó là một trong những cái yếu tố giúp cho chúng ta có thể dưỡng sinh. Dưỡng sinh đơn giản lắm, dưỡng sinh nó chỉ cần có bốn ý thôi. Thứ nhất là ăn uống đầy đủ, thứ hai là tinh thần thoải mái, thứ ba là hàng ngày luyện khí, thứ tư là ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, hàng ngày luyện khí là vui vẻ thoải mái là dưỡng sinh đó. Nhân có đọc trong một cái cuốn sách mà nó hướng dẫn như cho dưỡng sinh đó, nó dài thì là dài, cái người người tác giả đó họ viết dài thì là dài, họ phân tích ra nhiều cái nhưng mà tổng kết lại có bốn ý: ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, hàng ngày luyện khí với lại vui vẻ thoải mái. Rồi làm sao mà để làm được bốn cái đó, bắt đầu từ từ mình mở rộng thêm. Nhưng mà đó, tập khí nên mỗi ngày chúng ta đều có phối hợp mình vận khí được hết, đó là một cái sự dưỡng sinh rất tốt cho cơ thể. Dưỡng sinh đó là dưỡng cho sinh mệnh của chính mình có sinh mệnh, mình có dưỡng cho sinh mệnh thì sinh mệnh của mình càng lúc nó càng tốt hơn. Tập khí nên là nếu như ai đó chúng ta là học viên mới hay là các anh chị học viên cũ mà chúng ta tham gia cùng lại cùng với chương trình đó, thì biết ơn cả nhà đã tham gia. Rồi các anh chị học viên mới có thể giúp đỡ Nhân, đó là chúng ta nắm bắt trọng điểm trong lộ trình này, sẽ có một số cái trọng điểm chúng ta nắm bắt để mình có thể tự tập được. Nếu như ai đó chúng ta thuận lợi tham gia vô lớp học luôn thì quá đẹp, nhưng mà nếu như ai đó tại công việc mà nhiều khi mình bận đi, công việc giờ ngay giờ trưa này hay là giờ sáng giờ chiều các ngay các giờ lớp học á, mà chúng ta bận công việc gì đó thì cả nhà cứ sắp xếp công việc của mình, không cần nhất thiết phải tham gia lớp học, nhưng mà chúng ta nắm bắt trọng điểm tự mình tập được, thì mình sẽ khỏe lâu lâu dài. Đối với môn thay gân đổi cốt này không cần tập nhiều, ví dụ như ai đó bữa giờ có tập cùng với Nhân buổi sáng đó, thì rất là biết ơn tập cùng, cái đó là mục tiêu vận động nhưng cường độ cao nên Nhân tập buổi sáng cao. Còn đối với lại bồi dưỡng cho sức khỏe mà để dưỡng sinh đó, mỗi ngày nửa tiếng là rất đẹp, không nói năng gì nữa. Còn ai mà thời gian thuận lợi hơn thì chúng ta sẽ tập nhiều hơn thôi. Nhưng mà thậm chí sau thời gian mà Nhân quan sát với lại các anh chị em trong cộng đồng á, thì mọi người chỉ cần nắm bắt một số cái cơ bản, không cần tập gì hết nó cũng khỏe. Nhưng mà cả nhà hình dung á, mình đi bộ thì tốc độ nó sẽ chậm hơn là một người đi xe đạp, chậm hơn là một người đi xe máy, chậm hơn là một người đi ô tô hay là họ đi cái gì đó tốc độ cao hơn. Nên là ví dụ như là hàng ngày chỉ nắm bắt được trọng điểm của hơi thở, rồi chúng ta vận động hàng ngày bình thường, nó không có tập luyện gì hết thì nó cũng khỏe nữa, nhưng mà cái tốc độ chúng ta chuyển biến sức khỏe thì nó từ từ hơn. Rồi chúng ta có tập luyện thì coi như là chúng ta leo lên chiếc xe máy chúng ta chạy. Tốc độ chuyển hóa về sức khỏe của mình cao hơn. Rồi ai mà tập luyện cường độ cao phối hợp với lại bồi dưỡng cho cả năm cái này tốt nữa, thì giống như chúng ta leo lên chiếc tên lửa vậy đó, chúng ta đi tới cái khía cạnh đích đến của sức khỏe nó tốt hơn. Nhưng mà tập khí mỗi ngày đều cần rèn luyện hơi thở, thì nếu như ai đó chúng ta phối hợp được cái này là rất tốt. Rồi nắm bắt trọng điểm có gì mình tự tập rồi mình hướng dẫn cho những người xung quanh của mình, còn nếu mà có thể rủ họ vô tập cùng với lớp học luôn thì quá vui. Nhưng mà tập luyện để chúng ta có thể khỏe hơn, tập khí quan trọng lắm. Thế nhưng xin phép đọc tin nhắn xíu ha. Chỗ chị Thúy có câu hỏi lúc nãy em trả lời, chị Thúy có nghe có nắm bắt được chưa ta? Dạ đó vậy thôi đó, hơi thở quan trọng đó, hơi thở nó đặc biệt lắm. Nhưng mà một ngày đều nào đó đẹp trời khi mà cả nhà chúng ta nắm bắt được là hơi thở nó vi diệu rồi đó, nhớ là cơ thể của mình nó ngũ đại rồi nha, chứ không phải chỉ có khí không, nên là chúng ta bồi dưỡng đều thì cơ thể chúng ta nó sẽ phát triển đều. Tập khí rồi hơi ấm, tập khí tốt hơi ấm chúng ta tự cải biên, tập khí tốt hơi ấm chúng ta tự cải biên, nó cải biên sâu bên trong. Thì tập khí tốt hơi thở mà tốt á, là hơi ấm chúng ta nó sẽ tự nó kích hoạt từ bên trong, rồi phối hợp với lại những cái phương pháp mà chúng ta đang sử dụng bên ngoài nữa. Nên là ví dụ như là ở ở phía Bắc thì chúng ta đang trời hơi lạnh chút xíu, trời gần Tết nè nó hơi lạnh chút xíu, nên là cả nhà giữ ấm, ưu tiên là giữ ấm lòng bàn chân, thứ hai là giữ ấm được cái phần bụng, đặc biệt là phần bụng chấn phần phần chấn thủy này, xong rồi sau đó là phần cổ với lại đỉnh đầu, là những cái đó chúng ta ưu tiên. Còn nếu mà ai chùm hết luôn thì khỏe. Rồi tập luyện hơi thở, bữa giờ có ai đó mà chúng ta tập luyện nhiều quá mà tới thời thời điểm hiện tại á, ở ở miền Bắc mình thấy trời hình như nó ấm hơn những năm trước không, có ai có cái đó không ta?
Bây giờ có ai tập luyện thay cơ nội cốt mà nhiều nhiều quá rồi đó, cảm nhận thân nhiệt của mình ấm hơn những năm về trước không? Có thể giúp Nhân chia sẻ chút xíu, cùng như cả nhà chúng ta chia sẻ cho anh hào hứng. Có ai mà ở phía Bắc mà cảm nhận thấy là hình như thân nhiệt của mình ấm hơn những năm trước không? Chưa có ai hết hả? Dạ vậy thôi, cả nhà ghi nhận lại. Vậy thì nếu mà chưa có ai cả nhà giúp đỡ Nhân, mình ghi nhận kết quả tập luyện của mình trước đi. Rồi xong rồi sau đó đó, bữa sau nếu mà chúng ta có thuận duyên mình giao lưu á, thì có thể chúng ta chia sẻ. Nhưng mà hỗ trợ thân nhiệt tốt lên, hỗ trợ thân nhiệt tốt lên, rồi nó hỗ trợ cho cái, nó gọi là chất lượng cuộc sống tốt lên dữ lắm. Tại vì một số người á, là khi mà đi vô trong những cái nơi mà hơi trời hơi lạnh chút xíu, những phòng máy lạnh chẳng hạn, là tay chân bị lạnh đi, tay chân tự nhiên nó lạnh, cảm nhận ớn lạnh trong người. Ai đó mà vô trong phòng họp mà thấy một số người người ta chùm kín mít hết á, trong khi những người khác bình thường là cái người mà chùm kín mít hết á, thì mình cảm nhận thấy là người ta bị lạnh nên người ta mới chùm như vậy. Nhưng mà phối hợp được tập luyện tốt á, là cái thân nhiệt của mình nó tốt lên. Thân nhiệt tốt lên không có nghĩa là nó nóng lên, mà là chúng ta có thể cân bằng được thân nhiệt. Có nghĩa là khi mà khí trong cơ thể của chúng ta được thông suốt á, trời lạnh thì nó tự ấm lên, trời nóng thì cơ thể nó tự mát lại. Cái đó là một cái đặc biệt. Trời lạnh á, thì cơ thể nó tự ấm lên, còn trời trời nóng á, cơ thể nó tự nó mát lại, nên là lúc nào trạng thái của cơ thể nó cũng cũng tốt á. Để rồi hơi ấm cũng quan trọng. Rồi điện từ, trạng thái điện từ thì chúng ta cân bằng được điện từ thôi. Dạ vậy thì lộ trình này sẽ hỗ trợ cả nhà chúng ta được tốt nhất có thể về phần khí. Rồi từ khí nó sẽ hỗ trợ cho lửa. Đất thì là một phần thôi, một phần gốc, một góc rất nhỏ về đất thôi, có nghĩa là dưỡng chất như thế nào là chỉ là một góc rất nhỏ, li ti chút xíu, mini nhỏ xíu. Còn dinh dưỡng học mà cả nhà chúng ta mong muốn nắm bắt được một cách trọn vẹn để chúng ta ứng dụng được đó, thì lớp thấu hiểu sức khỏe là một nơi mà cả nhà chúng ta có thể 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 một nơi có thể chúng ta học tập để chúng ta mở rộng thêm góc nhìn của đất. Rồi nước, nước thì lộ trình chúng ta chỉ hướng dẫn cả nhà uống nước thôi. Rồi điện từ thì tập luyện thay gân đổi cốt, nó cũng hỗ trợ một phần, nhưng mà thay gân đổi cốt không á, nó không đủ, nhất định là chúng ta phải tham gia thấu hiểu nội tâm nếu mà chúng ta nói tới khía cạnh của điện từ. Bởi vì chúng ta thấu hiểu bên trong á, tập luyện bên ngoài nó giống như là bổ trợ thêm, thì hai cái phối hợp với nhau chúng ta sẽ tốc độ chuyển hóa của mình nó nhanh hơn, nhưng mà chúng ta nhất định là phải thấu hiểu từ bên trong trước. Nên là điện từ là chúng ta tham gia lớp học thấu hiểu nội tâm, là phối hợp cái là sức khỏe chúng ta toàn diện. Được rồi, cả nhà kịp chỗ này chưa? Nhưng có ai có câu hỏi gì ở chỗ này không? Có ai có câu hỏi gì chỗ này không? Đất nước, khí, lửa, điện từ. Nếu mà cả nhà thấu suốt hết thì Nhân xin phép Nhân sẽ chuyển qua chủ đề tiếp theo. Có ai mà đã nắm bắt được tương đối là cả nhà hình dung được thân thân người của mình là ngũ đại rồi, chúng ta hình dung được cách chăm sóc sức khỏe tương đối, là có thể giúp Nhân bấm số 1 nhé, hay là giờ nút like cũng được. Điện từ cân bằng là như thế nào hả? Điện từ cân bằng như thế nào thì có một lớp học tên gọi là thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Anh Thắng giúp đỡ em tìm kiếm thông tin của lớp học, tìm kiếm ghi âm, nghe lại là được. Dạ rồi, chăm sóc sức khỏe đơn giản lắm. Để khỏe được á, để khỏe được nó chỉ có từ nhiêu này thôi. Nhưng mà nhiêu này rồi đó, chúng ta bắt đầu mở rộng lên hơn. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm thêm các phương pháp của Đông y, các phương pháp của Tây y. Chúng ta mở rộng hơn, mở rộng góc nhìn của dinh dưỡng học nữa. Là từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta càng lúc càng khỏe hơn. Để rồi vậy thì Nhân xin phép chúng ta sẽ tiếp tục qua tới một cái chủ đề tiếp theo, đó là khí huyết. Đây, khí huyết đã cho Nhân xin được giao lưu cùng với cả nhà một chút, một câu hỏi. Có ai đã từng nghe tới hai chữ này chưa? Ai đã từng nghe tới hai chữ khí huyết này chưa? Dạ.
thường là chúng ta sẽ nghe tới những bối cảnh tới từ này khi mà bối cảnh nó liên quan tới những cái của đông y, những phương pháp của đông y, hay là cái những cái gì mà liên quan tới đông y là chúng ta sẽ nghe tới cái này. Và một cái mà trọng điểm mà hình như tất cả mọi cái loại thuốc đông y mà hướng tới đó là giúp cho lưu thông khí huyết. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau mình tìm hiểu coi khí huyết nó là gì và vai trò của lưu thông khí huyết nó là như thế nào để giúp cho chúng ta có thể hình dung về cơ thể của mình tốt hơn. Khí huyết thì khí nó là hơi thở, khí là khí, chúng ta hình dung cơ bản. Còn trong đông y thì chúng ta khí này chúng ta có thể hiểu rất sâu và có các loại khí khác nhau trong cơ thể của mình đó. Thì khi mà chúng ta mở rộng trên góc nhìn của đông y á, cả nhà chúng ta sẽ nắm bắt được cái này tốt hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta hình dung đơn giản thôi, khí là khí, còn huyết này á có thể hình dung nó là máu. Thì đây là máu và hơi thở, khí và huyết. Khí và huyết là hơi thở với lại máu. Thì khía cạnh của Tây y chúng ta sẽ phối hợp lại với nhau. Khía cạnh của Tây y nó có một câu nói rất hay mà làm cho chúng ta có một cái hy vọng rất lớn trong cái quá trình chăm sóc sức khỏe. Đó là nơi nào mà có máu đi tới thì nơi đó bệnh không cần đặt tên, hay là nơi đó không cần đặt tên bệnh, hay là có bệnh không không có bệnh để đặt tên, hay là ý nào cũng được, sử dụng chữ nào cũng được, nhưng mà ý nó chỉ có một ý duy nhất thôi, đó là chỗ nào mà có máu đi tới thì chỗ đó không có bệnh để đặt tên. Rồi vậy thì bây giờ lý do vì sao mà chúng ta có câu nói đó? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu xem là chức năng của máu nó là như thế nào. Thì cả nhà chúng ta có thể hình dung một cái ví dụ, đó là hiện tại chúng ta có một cái mảnh đất, chúng ta mong muốn xây một ngôi nhà lên trên cái mảnh đất đó, thì không phải tự nhiên ấm ba la cái là nó xuất hiện ngôi nhà liền, mà là chúng ta cần phải thứ nhất là tìm nguyên liệu phù hợp để xây lên ngôi ngôi nhà đó. Thì chúng ta cần phải đi tới những cái nơi mà người ta bán vật liệu xây dựng. Rồi tới khi mà chúng ta đã có đủ nguồn vật liệu xây dựng rồi thì phải có một cái chuyến xe nó chở từ cái nơi bán chúng ta chở tới đúng cái mảnh đất mà chúng ta muốn 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 xây lên. Rồi ngay tại mảnh đất đó khi mà có nguyên liệu đầy đủ rồi, phải có một ông thợ hay là một nhóm những người thợ thì họ chịu xây, họ chịu, họ đồng ý, họ đem cái nguyên liệu đó họ xây lên cho mình, thì từ đó chúng ta mới bắt đầu có được ngôi nhà. Vậy thì trong cơ thể của chúng ta máu nó đóng vai trò giống như là chuyến xe vậy đó. Hằng ngày chúng ta ăn uống thực phẩm vô thì mình nghĩ là ăn uống vô là xong, còn chuyện trong này như thế nào đó là tự cơ thể giải quyết, nhưng mà thiệt ra đó là cái ở trong này nè nó mới quan trọng. Còn ở bên ngoài chúng ta ăn vô nó chỉ là một phần thôi, tại vì dưỡng chất mà có quý giá nhất, dưỡng chất mà có bổ dưỡng nhất, nhưng mà khi mà đưa vào trong cơ thể nó không tới được nơi mà nó cần tới thì đâu đó nó cũng đào thải ra ngoài hết. Nên là có rất nhiều người người ta sử dụng những cái loại dưỡng chất, những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà qua thời gian sức khỏe nó cũng không tốt lên nhiều. Đó là do cái sự chuyển hóa bên trong cơ thể, chuyển đổi từ thực phẩm thành cái dưỡng chất phù hợp cho các cơ quan nội tạng hay là các bộ phận trong cơ thể mà cần thiết, nó không xảy ra được tốt. Vậy thì cái sự chuyển hóa đó nó góp một phần rất lớn, đó là quá trình vận chuyển của máu. Máu nó đem được nguyên liệu tới nơi mà nó cần tới, tại vì tim thì nó sẽ cần chất liệu riêng của tim, phổi nó cần chất liệu riêng của phổi, gan nó cần chất liệu riêng của gan, tất cả mọi cái nó đều cần chất liệu khác nhau hết. Nên là khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể nó có cái quá trình gọi là tiêu hóa, bình thường mình hay nói là tiêu hóa, thì tiêu hóa chúng ta có thể hình dung nó là quá trình cắt nhỏ thức ăn tới mức mà cơ thể có thể hấp thu được thì nó gọi là quá trình tiêu hóa. Mình hình dung chỉ là ăn vô thì tiêu hóa là nó tiêu hóa là nó để tiêu hết đi, tiêu hết đồ ăn đi, nhưng mà tiêu hết đồ ăn đó mình chưa có hình dung rõ ràng được cái chức năng của nó, mà quá trình tiêu hóa gọi là quá trình cắt nhỏ thức ăn mình đưa vào một một cái đùi gà chúng ta cắn vô mà chúng ta ăn vô mà nó thành cái chân của mình nó to lên, chân của mình nó phát triển lên chứ không phải là cái chân của mình biến thành cái đùi gà. Là do quá trình cắt nhỏ thức ăn tới mức cơ thể hấp thu được, chứ không phải là chúng ta hấp thụ nguyên cái đùi gà, mà là chúng ta ăn vô cái phần thịt đó xong rồi sau đó nó cắt nhỏ ra, cắt nhỏ thiệt là nhỏ tới mức mà tới nhỏ xíu thiệt là nhỏ, thì đến lúc cơ thể có thể hấp hấp thu được. Thì cơ thể hấp thu được là thông qua quá trình vận hành của máu, nên là nơi nào mà có máu đi tới á, chỗ đó không cần bệnh, không cần đặt tên, là lý do vì sao. Cả nhà hình dung căn nhà của mình xây lên rồi, xong rồi sau đó qua thời gian cái căn nhà của mình nó bị hư, tường nó lủng một lỗ hay là sơn hay là cái gì đó nó bị hư, thì chúng ta mong muốn sửa được ngôi nhà đó thì chúng ta cũng có nguyên liệu, chúng ta cũng đi tìm mua nguyên liệu, chúng ta cũng đem tới được nơi mà cần tới, thì sau đó cái ông thợ mới lấy nguyên liệu đó ông sửa được. Thì cơ thể của chúng ta nó có cái chức năng nó gọi là tự phục hồi, cơ thể chúng ta nó tự phục hồi. Ví dụ như là mình cắt cái tay của mình ra
cái tay của mình bị đứt tay, thì qua thời gian hai cái lớp da, hai cái vết cắt đó nó bắt đầu nó liền lại, nó liền hết lại hết, nó không còn giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy đó. Thì bên trong cơ thể nó cũng vậy đó, nhưng mà để cho cơ thể có thể tự phục hồi được, thì thứ nhất mình cần cung cấp cho cơ thể là nguyên liệu, thứ hai là phải cho nó thời gian. Thì lúc đó là cái quá trình tự tái tạo của cơ thể nó mới diễn ra được tốt. Nên là trong cơ thể của chúng ta qua thời gian một số cơ quan bộ phận nó bị bất ổn đi, nhiều khi nó không hoàn thành thiện được chức năng của nó. Ví dụ như là dạ dày, dạ dày bình thường nó co bóp 1.000 cái để nó tiêu hóa thức ăn, hôm nay nó bị mệt đình công bóp chỉ có 800 cái thôi, nhưng mà lượng thực phẩm chúng ta đưa vào mỗi ngày nó không thay đổi, nên là chúng ta có thể hiểu là nó chỉ bóp có 800 cái nhưng mà nó vẫn xử lý lượng thực phẩm tương đương. Vậy có nghĩa là nó phải làm việc nhiều hơn để nó xử lý lượng thực phẩm đó. Cả nhà hình dung kịp chỗ này không ạ? Nên là bởi vậy nên là khi mà càng bị mất chức năng thì càng vận động nhiều, mà càng vận động nhiều thì càng mệt, mà càng mệt dần dần qua thời gian nó dẫn tới bất ổn sức khỏe, từ đó nó mới sinh ra bệnh. Nên là khi mà cơ thể con người của chúng ta có cái bệnh nào đó nó được thể hiện ra, nó xuất hiện ra, nó thành bệnh á, là không phải là tự nhiên đêm hôm qua cái đêm hôm nay là có bệnh liền, mà nó là một cái quá trình tích lũy từ rất lâu rồi, xong rồi sau đó nó mới phát ra thành bệnh. Vậy thì vai trò của máu bắt đầu nó đi vô cơ thể chúng ta, máu huyết nó lưu thông đầy đủ, nó giống như chuyến xe vậy đó, nó đem dưỡng chất tới, nó nuôi dưỡng mà nơi nó cần tới. Nên là khi mà chúng ta ăn uống thực phẩm dưỡng chất vô vị trí mà tất cả những nơi mà máu nó đi tới á, thì nó sẽ đem theo dưỡng chất nó nuôi dưỡng lại. Thì cơ thể chúng ta mà nó bị hư, ngôi nhà mà nó bị hư đi, thì chúng ta cho nguyên liệu đầy đủ, xong rồi sau đó cho thời gian là cơ thể có thể tự phục hồi lại hết. Nên là nơi nào có máu đi tới, nơi đó bệnh không cần đặt tên, tại vì chưa kịp thành bệnh nó đã phục hồi rồi. Còn khi nào mà nó bị bất ổn rồi, xong sau đó càng ngày càng nặng hơn mà không kịp cái tốc độ phục hồi so với cái tốc độ bị tổn thương á, thì lúc đó là nó mới thành bệnh ra bên ngoài. Cả nhà hình dung kịp không ạ? Có nghĩa là ví dụ như một cái cơ quan nội tạng nào đó mà nó làm việc quá mức, cái nó bị tổn thương đi, càng ngày càng làm nó càng mệt hơn, càng ngày càng làm nó càng tổn thương hơn, rồi cái tốc độ phục hồi của nó không có kịp so với tốc độ tổn thương, nên là dần dần qua thời gian hai cái ông này đuổi nhau, thì cái ông tổn thương này ổng đi ra thành bệnh luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đem máu tới nuôi dưỡng được cho cái nơi mà cần tới, nên là tốc độ phục hồi này từ từ nó tăng lên, nó tăng lên rồi xong rồi nó vượt qua khỏi cái tổn thương luôn, là cuối cùng nó phục hồi lại hết, thì cơ thể của mình không có bệnh để đặt tên, tại vì bệnh nó phải ra thành bệnh thì người ta mới đặt tên cho cái bệnh đó. Còn bây giờ bệnh không cần đặt tên là không có bệnh luôn, mà chúng ta chỉ là bất ổn thôi. Nên là vai trò của máu trong cơ thể quan trọng lắm. Vậy rồi, vậy thì máu máu là vậy rồi, vậy thì khí huyết này nó liên quan gì với nhau đây? Khí huyết này nó liên quan gì với nhau đây? Khí huyết trong đông y là chúng ta sẽ có hai cái thái cực, hai cái chiều khác nhau. Khí là nó thuộc dương, huyết là nó thuộc âm. Hai cái khi mà nó cân bằng với nhau trong cơ thể thì nó mới gọi là quân bình âm dương của cơ thể. Cơ thể nó có nhiều cái phần âm dương khác nhau lắm, nhưng mà khí huyết là hai một trong những phần trọng điểm. Thì hai trong những phần trọng điểm thì khi mà đầy đủ lượng khí trong cơ thể rồi đầy đủ lượng huyết tương đồng với khí, thì hai cái đó phối hợp cùng với nhau thì nó mới gọi là cân bằng âm dương trong cơ thể. Trong cơ thể huyết nó sẽ chở theo khí, tại vì mạch máu nó dẫn đi mà, trong mạch máu nó sẽ có những cái phần tử oxy, nó chở oxy đi, nó lấy oxy đem nuôi dưỡng các tế bào. Rồi huyết đó, thì nó chở cho khí, chở là hỗ trợ, là trợ giúp đó. Cả nhà thấy cái gì mà có lượng khí mà giống như là có sức ép của có cái gọi là khí nén mà nó đi vô thì nó đẩy nhanh hơn không ạ? Ví dụ như là cây súng hay là khẩu đại bác hay là cái gì mà nó ôn hòa hơn ta, bình nè, bình xịt chữa cháy, bình xịt chữa cháy nó có cái bọt ở bên trong, xong sau đó nó có khí nén lại, thì có khí nén bên trong chúng ta bóp cái vòi là khí nén ở bên trong nó đẩy thiệt là mạnh ra ngoài, thì là có khí vô nó trợ cho đi nhanh hơn. Huyết nó cũng vậy, có lượng khí bên trong nó sẽ trợ cho huyết đi nhanh hơn. Rồi bản thân chúng ta chưa tự điều phối được huyết, chưa tự điều phối được dòng chảy của máu bên trong cơ thể, nhưng mà chúng ta có thể điều phối được ông này. Nên là trong quá trình luyện tập của chúng ta từ giờ cho tới những ngày sắp tới, chúng ta bắt đầu làm chủ lại được hơi thở của mình, chúng ta tự chủ động, chúng ta nhận lại được hơi thở là chính mình, xong rồi chúng ta tự điều phối lại được hơi thở. Từ khi mà chúng ta phối hợp điều phối hơi thở thông qua quá trình tập luyện nữa, làm cho cái lượng dưỡng khí trong cơ thể của chúng ta nó càng lúc nó càng dồi dào hơn, thì dồi dào hơn bắt đầu chúng ta sẽ bổ trợ thêm cho ống huyết này. Huyết này thì hiện tại là nó cơ thể có nhiêu mình xài nhiêu, nhưng mà mình dưỡng khí á, mình cũng phải dưỡng huyết nữa, tại vì có một số người khi mà tập luyện
tập luyện á là khí vượng quá mà thiếu thiếu máu lên đầu nên là cảm thấy bị nhức đầu, nhưng mà bây giờ chúng ta bồi dưỡng đầy đủ cho cả hai cái thì lúc đó là hai cái nó phối hợp với nhau. Thì trong lộ trình này Nhân xin phép Nhân liệt kê thôi, tại vì huyết này nó cũng sẽ giống như một ngôi nhà. Để xây được ngôi nhà này thì chúng ta cần phải có ba cái. Thứ nhất là cần phải có nguyên liệu, thứ hai là cần phải có con đường dẫn tới thuận lợi, thứ ba là cần phải có ông thợ ông chịu xây. Thì bây giờ Nhân sẽ xin phép Nhân liệt kê ra cái các cái thành phần dưỡng chất, tại vì huyết là nó thuộc máu mà, nó thuộc thể đất mà, nên là nó sẽ được nuôi dưỡng thông qua dưỡng chất, nên là chúng ta đưa dưỡng chất vào trong cơ thể đó thì nó sẽ hỗ trợ nó dưỡng cho phần máu này. Thì thường cái đầu tiên khi mà người ta nhắc tới, khi mà người ta nói tới bổ sung cho máu là người ta sẽ uống cái đầu tiên, là có ai có thể giúp đỡ Nhân mà nói cái đó là cái gì không ạ? Khi mà cái đầu tiên mình nghĩ tới, khi mà nói tới bổ sung cho máu, đặc biệt là các chị nữ, khi mà tới 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 ngày tới ngày tới kỳ trong tháng á thì là sẽ uống cái, cả nhà xin phép sắt. Biết ơn cả nhà đã phối hợp uống sắt. Rồi nhưng mà sắt này không, nó chưa đủ, sắt này nó chỉ là một phần thôi, thiếu sắt thì không thể nào tạo máu, nhưng mà có sắt không thôi á chưa đủ để tạo máu, có thể là chưa đủ, tại nhiều khi trong cơ thể nó có sẵn những cái kia thì nó phối hợp với tạo máu được. Nhưng mà bây giờ chúng ta liệt kê ra hết để cho mình hình dung lại, để xem coi là để cần tạo được máu nó cần phải có cái gì. Rồi một cái quan trọng mà không thể nào không có được đó là chất đạm, chất đạm từ đạm động vật, đạm thực vật, đạm nào cũng được, miễn là đạm, hay là còn gọi là protein á. Rồi một cái quan trọng không kém đó là vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B nó hỗ trợ trong cái quá trình nó tạo thành máu trong cơ thể. Rồi một cái quan trọng không kém nữa đó là nước. Uống dưỡng chất vô tốt, ăn dưỡng chất vô tốt, không phải nhớ uống nước nữa. Thiếu nước, cơ thể không có đủ nước, không tạo thành máu được. Nên là có nhiều người ăn uống rất tốt, uống sắt đồ rất tốt, vẫn thiếu máu. Khả năng là do thiếu nước. Rồi một cái nữa quan trọng cũng không kém luôn, đó là giấc ngủ. Giấc ngủ thì là chất lượng giấc ngủ nó sẽ quan trọng hơn là thời lượng giấc ngủ. Ngủ 8 tiếng nhưng mà trong chập chờn nó sẽ không bằng ngủ 5 tiếng nhưng mà giấc ngủ sâu. Nên là chất lượng giấc ngủ, trong khi mà chúng ta ngủ cơ thể nó sẽ tạo máu. Đây, năm cái này là năm cái mà chúng ta tạo được máu. Nên là cả nhà phối hợp tập khí tốt, rồi xong rồi sau đó chúng ta dưỡng thêm máu nữa. Đây là một nền tảng rất tốt để giúp cho chúng ta, một nền tảng không phải là rất tốt mà gọi là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng cơ thể của mình tốt lên hơn. Đầu tiên là cái này trước, nó sẽ có một số cái nó bổ sung thêm nhưng mà cơ bản trọng điểm là cái này, khí huyết. Rồi đây là nguyên liệu rồi, bây giờ xin mời cả nhà chúng ta cùng xác định coi ông thợ là ai. Theo như cả nhà, nơi nào trong cơ thể đó là nơi để chúng ta tạo máu đây? Cả nhà có thể giúp Nhân mình ghi nhận cái trong cơ thể của mình ai là ông thợ ông tạo máu đây, có phải trái tim không? Theo như cả nhà, nơi nào trong cơ thể của mình đó là ông thợ tạo máu? Có thể ai đó mà giúp, có thể thuận lợi giúp Nhân gọi tin nhắn lên trên khung chat chút xíu nha cả nhà. Tim là bơm máu, chính xác, tim không tạo máu được mà là dạ không, gan, gan nó chứa máu. Cái đó trong đông y nó có một cái câu nói về gan, đó là can thì tàn huyết, tàn là tích chữ giữ lại á, thì trong gan nó chứa máu chứ không phải là nó tạo máu. Mà đây ông này, trục đốt sống của chúng ta, hay là còn gọi là, dạ đúng rồi, tủy sống. Biết ơn đã phối hợp. Tủy sống là nơi tạo được máu trong cơ thể, còn hồng cầu là kết quả tạo được, hồng cầu là sản phẩm tạo ra, nó là ngôi nhà rồi, nó là ông này luôn rồi. Còn cái ông thợ á, ông thợ là tủy sống. Rồi vậy thì cái việc mà chúng ta giữ ấm cho cái trục đốt sống của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta giữ ấm cho cái trục đốt sống của chúng ta tốt thì lúc đó cái quá trình tạo máu trong cơ thể chúng ta nó được tốt hơn. Nên là giữ ấm cho trục đốt sống. Rồi hàng ngày tập luyện, chúng ta sẽ tập luyện phối hợp tập luyện khí thì nó sẽ hỗ trợ cho trục đốt sống của chúng ta, cái quá trình tạo máu nó được tốt hơn. Nãy giờ mình có gì vậy ta? Mình có nguyên liệu rồi, mình có ông thợ rồi. Rồi vậy thôi đó, giữ chất tốt rồi.
dưỡng được cho trục đốt sống tốt. Nên là cái việc mà chúng ta đứng thẳng nè, chúng ta ngồi thẳng nè, rồi tư thế chúng ta nằm nó rất là quan trọng. Nên là có ai đó mà hay ngồi nghiêng một bên, ẹo một bên, hay là có một số người tư thế rất hay, đó là đứng á, thì là lúc mà đứng thì đứng nghiêng một bên hay là nghiêng bên ngược lại, thì cả nhà phối hợp giúp nhân á, lúc nào mà mình nhớ tới tư thế của mình thì nhớ tới sự cân bằng, cái điều chỉnh là cho nó cân bằng, không cần phải làm cái gì cao sang quá hết trơn á, mà chúng ta mỗi ngày một chút, thì cái một chút đó đó từ từ nó mới kết hợp lại, nó thành một cái thói quen mới. Còn chúng ta ráng ép người mình vô thì thực ra nó ép cũng được đó, nhưng mà nó làm cho mình hơi áp lực chút xíu, với lại hơi 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 bị áp lực một chút thôi, nhưng mà nếu mà ai chịu được cái áp lực đó cũng ngon. Nên là có một số người cái họ đeo cái vai á, cái vai để cho thẳng cái lưng lên nè, thì mục đích của cái vai cái đó là để cho chỉnh về cái hình dáng hình tướng cho nó đẹp, nhưng mà cũng hỗ trợ cho chúng ta bồi dưỡng sức khỏe. Nên là những người mà có sức khỏe tốt á, mình nhìn vô cái mình biết, thì một trong những cái mà giúp cho chúng ta quyết định được coi là mình nhìn vô một người mà biết người ta có khỏe hay không á, đó là cái tư thế của người ta rất thẳng, thẳng mà thẳng một cách tự nhiên chứ không cần ưỡn nha, là thẳng. Nên là phối hợp giữ thẳng được cho trục đốt sống. Để rồi vậy thôi, khí thì chúng ta tập luyện thì từ giờ cho tới từ ngày mai Nhân xin phép với cả nhà, Nhân có mời thầy Phương, coi thầy Phương hỗ trợ cho cả nhà chúng ta cái phần nhận khí. Chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn về lộ trình của hơi thở, để bắt đầu đi sâu hơn về lộ trình của khí, để tập luyện khí, tập khí cho tốt là nó là một cái yếu tố rất đặc biệt giúp cho chúng ta bảo dưỡng cho sức khỏe của mình. Tập khí vậy rồi xong hết. Khí huyết là nền tảng giúp cho sức khỏe chúng ta tốt lên. Rồi khi mà chúng ta giữ máu được tốt, làm cho khí tốt, hai cái phối hợp với nhau vận hành của khí huyết bên trong cơ thể tốt, thì từ đó những cái gì mà chúng ta mở rộng thêm, một số loại dưỡng chất nó hỗ trợ tốt cho tim, một số loại dưỡng chất hỗ trợ tốt cho thận, một số loại dưỡng chất hỗ trợ tốt cho gan, một số loại dưỡng chất hỗ trợ tốt cho cái gì đó không biết, nhưng mà khi chúng ta đưa dưỡng chất vào trong cơ thể, tốc độ chuyển hóa cũng như là tốc độ cái mức độ hấp thu của nó sẽ tốt hơn, tại vì quá trình vận hóa của khí huyết này tốt nè. Nên là không cần ai gì cả. Nếu mà nói vậy thì cũng kỳ, nhưng mà chúng ta không cần phải những gì mà quá là xa xỉ, quá là thượng hạng để có thể có sức khỏe tốt. Những thực phẩm có chất lượng tốt bình thường, nhưng xin phép dùng cái chữ là tốt bình thường, nó cũng hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta bằng cái này, khí huyết mà vận hành tốt. Còn ai mà đó mà thuận lợi điều kiện hơn để chúng ta có thể có những cái thực phẩm tốt hơn thì quá đẹp, nhưng mà thực phẩm tốt mà phải có cái này nữa, thì lúc đó nó mới đảm bảo được cái quá trình hấp thu vào trong cơ thể. Còn có một số người ăn uống thiệt là tốt vô nhưng mà sức khỏe chưa cải biến được nhiều á, là khả năng là do cái này nó phối hợp được nữa là nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Dạ rồi, chỗ này có ai có câu hỏi gì không ạ? Bị lệch cột sống, ngồi sai tư thế, được tập, được tập, được tất cả những cái đó đều tập được hết. Thì hiện tại chúng ta có lớp thay gân nổi cốt, thì trong các môn thay gân nổi cốt nó sẽ hỗ trợ chúng ta phối hợp tập luyện cho trục đốt sống thẳng hơn, cho thân người dáng người của chúng ta, rồi trục đốt sống nó thẳng lại. Với lại có lớp làm chủ hình thể, trẻ hóa thân tâm, một lớp học của Quýt. Lớp học đó thì chuyên về mở khớp, các động tác mở khớp, thì cái lớp học đó tập luyện về độ dẻo dai thì cũng hỗ trợ được tốt luôn, mà lớp đó thì chuyên hơn về cái chuẩn hình thể. Còn lớp của chúng ta đó là nó đi tương đối toàn diện. Nhưng mà tập được, chúng ta ý thức lại một cái xong rồi sau đó chúng ta tập luyện được hết rồi. Có cách nào khắc phục hay không thì có, đó là tập luyện là khắc phục được. Để rồi cả nhà mình có ai có câu hỏi gì không ta? Quá tốt. Rồi, nếu mà cả nhà không còn câu hỏi gì thêm nữa đó, thì Nhân xin phép hôm nay mình tới đây thôi. Một lần nữa rất là biết ơn cả nhà chúng ta đã hiện diện cùng với nhau để mình giao lưu, để hôm nay chúng ta giao lưu cũng chưa tập gì nữa, nhưng mà ngày mai sẽ hỗ trợ cả nhà chúng ta lộ trình nhận khí đầu tiên. Lộ trình nhận khí đó là lộ trình mà chúng ta nhận lại được hơi thở gốc nơi chính mình, có nghĩa là nó của mình từ trước tới giờ rồi, nhưng mà bây giờ sẽ có người hướng dẫn, người dẫn dắt để hỗ trợ cả nhà chúng ta nhận dạng lại được nó, rồi mình lấy cái đó mình làm của mình, thì nó gọi là nhận khí. Thì lộ trình nhận khí đó xong á, là những lộ trình tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp đi sâu hơn, tập luyện sâu hơn để cho sức khỏe của mình càng ngày càng khỏe hơn. Hào hứng quá.
Vậy rồi, vậy thôi. Biết ơn cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa chúng ta nghỉ ngơi tốt để chúc buổi chiều chúng ta làm việc tốt. Dạ, biết ơn cả nhà lắm lắm. Chúc cho cả nhà sức khỏe thiệt tốt. Biết ơn cả nhà. Nhân xin phép nhân à, lớp học của mình không có Zalo, chỉ có Telegram thôi. Còn Zalo là nhóm của học viên mở rộng thêm. Này cái đó không phải của ban tổ chức. Dạ, bye bye cả nhà. Chào thầy. Thầy Chị ơi, đưa thầy thầy chào cả cho em đường link đi, lớp. bởi vì em không biết vào Telegram mà em chỉ biết Chào đến đường thầy, link chào thôi. Thầy cho lên nhóm này để em nhấn một cái em vào thầy. thầy. Biết Dạ, ơn thầy. nãy có Dạ, gửi em vào sau em không biết dạ. vào. Nhưng mà hình như là chưa có, thì để nhân xin phép nhân cả nhà mà cả nhà giúp đỡ mình, cả nhà giúp đỡ nhân mình thoát ra nha cả nhà. Còn bây giờ nhân xin phép nhân sẽ gửi lại đường link cái nữa để hỗ trợ cho chị Tuyết đúng không ạ? Dạ, biết ơn cả nhà lắm lắm. Mình sẽ tìm cái Đây, cái chỗ này này. Đặt tiếng đây này. Telegram hai gân đổi cốt một copy. Để rồi nhân có gửi cái đường link lên lên trên nhóm. Ô, chị Vân Anh cũng có gửi một cái thông tin chi tiết á, chi tiết hay là ai đó chúng ta có cần cái đường link tham gia nhóm á. Thì một là nhân vừa mới gửi một cái đường link màu xanh nước biển lên trên Zoom, lên trên khung chat, hoặc là chị Vân Anh có gửi một cái thông tin toàn diện của khóa học, thông tin đăng ký của khóa buổi sáng, buổi trưa với lại buổi chiều, thời gian các khóa đó, với lại ở phía dưới là nó có cái ở phía dưới là có cái link để tham gia, link tham gia nhóm. Dạ, cả nhà có thể tham khảo. Để rồi, ai mà có cần lấy đường link, cả nhà có thể bấm vô trong khung chat. Xong rồi chúng ta lấy cái đường link nha cả nhà. Để rồi, được chưa? Nhân xin phép nhân sẽ đếm từ 1 tới 10. Tập luyện tốt là nó sẽ cải biến được cái đó. Xong rồi sau đó tự mình ý thức nữa. Nhưng mà tập luyện tốt cơ thể nó sẽ tự phản xạ, nó sẽ tự đưa vô trong cái khuôn. Nên là lúc trước nhiều khi mình ngồi thì mình thả lỏng cho cơ thể, nên là nhiều khi cơ thể nó bị cong xuống, hay là mình nghiêng người qua bên trái, nghiêng người qua bên phải. Nhưng mà tập luyện tốt là cái đó được. Nhận khí hả? Dạ ngày mai thầy Phương sẽ hỗ trợ cho cả nhà chúng ta cái đó. Còn lúc nãy nhận giới thiệu rồi. Dạ, bye bye cả nhà. Dạ, chị Thúy có thấy cái đường link màu xanh chưa? Chị Thúy bấm vô trong cái đường link màu xanh đó là được. Em chào thầy, cũng chào tất cả các anh chị ạ. Biết ơn thầy và chị đi ra. Dạ, bye bye. Biết ơn cả nhà đã phối hợp. Ai đó mà có thoát ra trước thì cả nhà cứ thoát ra nha cả nhà. Mình kết thúc rồi. Được rồi, được chưa? Kết thúc rồi. Rồi, nhân xin phép nhân sẽ thoát dùm nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa nghỉ ngơi khỏe, chiều chúng ta làm việc tốt. Bye bye cả nhà. Chào tất cả các anh các chị trong Zoom. Cảm xin chào.